Xin chào các khán giả của Duy Anh. Moon Face luôn là một trong những tính năng được yêu thích nhất trên đồng hồ đeo tay. Không những đẹp về mặt thẩm mỹ mà nó còn rất tiện dụng với đa phần người châu Á vốn vẫn gắn liền với việc sử dụng lịch mặt trăng. Và nếu bạn đang tìm một lựa chọn Moon Face ở tầm giá chỉ hơn 3 triệu đồng thì đây chính là lựa chọn dành cho bạn. Trên tay mình đang là một trong những mẫu đồng hồ mang tính năng Moon Face thành công nhất của Olympia Star, thương hiệu đang tạo nên ấn tượng mạnh trong những năm gần đây bởi thiết kế đẹp, chất lượng hoàn thiện cũng như là bộ máy đáng tin cậy và đặc biệt là một mức giá cực kỳ dễ tiếp cận cho những người mới bắt đầu. Ở tầm giá này thì gần như chắc chắn các bạn sẽ không thể thấy được một sản phẩm Moon Face đến từ các thương hiệu như là Seiko hay là Oren, chứ chưa nói đến hàng loạt các trang bị đắt giá khác mà OP mang đến. Và giờ thì chúng ta sẽ lần lượt khám phá chúng nhé. Tổng thể thiết kế của mặt số được lấy cảm hứng từ huyền thoại Blancpain Villeray, với cặp kim lá ở vị trí trung tâm có kích thước lớn, nổi bật hẳn lên. Kim dây dù mảnh nhất nhưng cũng dày hơn so với mức thường thấy ở trên wristwatch. Đây là cách mà nhà sản xuất tách bạch tính năng xem giờ cơ bản khỏi hệ thống tính năng lịch phức tạp ở tầng dưới của dial. Hỗ trợ cho việc xem giờ là dạ quang tích hợp trên kim giờ và kim phút và 12 cọc số được vắt cạnh theo hình thang cân. Mình thì không có quá nhiều cơ hội để nói về những mẫu đồng hồ multi-calendar với nhiều tính năng lịch khác nhau, nhưng quả thực đây là một trong những thiết kế ưa thích của mình. Đối với mình thì một mặt số multi-calendar phức tạp sẽ có sức hút hơn rất nhiều so với kiểu đồng hồ bấm giờ chronograph. Trên mẫu này thì để thể hiện lịch ngày, lịch thứ, lịch tháng và lịch tuần trăng thì OP đã phải vận dụng nhiều cách hiển thị khác nhau. Thứ nhất đó là dạng kim chỉ thị pointer. Dành cho tính năng lịch ngày, chúng ta sẽ có một vòng tròn từ số 1 cho đến số 31 ở khu vực trung tâm với một kim mũi tên màu đỏ. Mỗi ngày trôi qua thì kim sẽ nhích thêm một bước và tương tự như các thiết kế, đây là một thiết kế tương tự như trên đồng hồ của Frederic Constant. Thứ hai là kiểu hiển thị dạng ô cửa sổ cho lịch thứ và lịch tháng, được bố trí cân xứng ngay bên dưới của logo thương hiệu. Một cách làm khá thông minh, vừa tiết kiệm được diện tích trên mặt số, vừa đưa được đầy đủ tính năng thông tin với thời gian đến cho người dùng. Và cuối cùng là ô cửa sổ kích thước lớn ở góc 6 giờ dành riêng cho Moon Face. Đây cũng là vị trí mà hầu hết các bộ máy đồng hồ dành ra cho tính năng này. Như các bạn đang thấy, mặt trăng màu vàng nằm trên nền trời màu xanh với những ngôi sao sẽ di chuyển dần dần từ trái qua phải với chu kỳ tương đương một vòng quay của mặt trăng quanh trái đất. Và khi đạt ở vị trí trung tâm thì đó chính là thời điểm trăng tròn, hay chúng ta còn gọi là ngày rằm. Khi chỉnh Moon Face thì các bạn có thể lấy mốc này để tính toán. Cụ thể cách chỉnh ra sao thì mình xin dành lại trong một video khác. Và mình cũng sẽ dành video đó để nói về một cách bố trí dial khác trên các mẫu calendar, multi-calendar Moon Face mà mình thậm chí còn yêu thích hơn cả cách làm trên mẫu này. Sau tất cả thì chúng ta có một chiếc đồng hồ với đầy đủ tính năng lịch được hiển thị cùng trên một mặt số nằm dưới lớp kính sapphire nguyên khối, một trang bị khá hiếm ở tầm giá dưới 5 triệu nếu như nhìn sang các sản phẩm của Oren, Citizen hay là Seiko. Đây là lợi thế đáng kể của OP. Ngoài ra thì bộ vỏ thép của mẫu này cũng khá mỏng, dù chứa đựng bên trong là một bộ máy với nhiều cơ cấu khác nhau. Mình cho rằng đây là một điểm rất đáng khen trên mẫu đồng hồ của OP. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cả các phiên bản dây kim loại với rất nhiều phối màu sang trọng mà các bạn có thể tham khảo thêm trên đồnghoduyen.com. Mẫu này có đường kính là 40mm, kích thước ưa thích của thương hiệu OP và cũng là kích thước tuyệt vời cho hầu hết người Việt Nam, vốn thường có chu vi cổ tay từ khoảng 15,5 cho đến 17cm. Sản phẩm đi kèm 2 năm bảo hành chính hãng và thêm 3 năm bảo hành mở rộng chỉ có tại Duy Anh. Nếu yêu thích sản phẩm này hay muốn trải nghiệm kỹ hơn, hãy đến với Duy Anh Watch Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đức và Duy Anh sẽ luôn sẵn lòng chào đón các bạn. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.